Hi, welcome back to my channel. Starts gonna go. Sleep everybody. Okay. Sáu trăm sáu mươi, 100. Oh my god, wow, 400 tiêu bắn chuẩn luôn. Ok, vào cái tiếp theo, let's go. Hey, remember JD O'Toole? Let's go. Thank you.
You ain't got no feet! I'm hey, armed. Get out of here! I'm really good to you. I'm gonna rip your fucking head off. What? Ở sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi chiếc xe này và đến điểm hoàn thành. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển tiếp sang nhiệm vụ tiếp theo trong tựa game này. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3, GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over here. Get punked out. This is Luigi's glove. Let's go around the back and use the service door. Having a good time. Oh, come on, please. Thank you.
Where'd you pop up? Đây thì các bạn sẽ phải đi ăn sao đây, còn nếu không thì công an sẽ bắt các bạn ngay. Ok, các bạn thì công an sẽ không làm gì các bạn. Tiếp tục các bạn sẽ ra điểm vàng và làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là các bạn sẽ đi mua khẩu súng, sau đó thì sẽ làm nhiệm vụ tiếp, đó là tiêu diệt một băng đảng, một băng đảng nhỏ trong thành phố này. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, GTA ra, let's go. Chiếc tàu đang đi rồi, các bạn có thể lái tàu được không? Bằng cách đó là các bạn sẽ đến đi chậm chậm, che đường tàu, sau đó thì các bạn sẽ nhảy lên và lái tàu. Nói chung ở trong tựa game này thì các bạn lái xe gì cũng được, miễn sao xe đó biết đi thì các bạn sẽ lái được. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in and keep it real. Ballers! Drive by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Shopping really helps my self-worth. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How'd I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Motherfucker! You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home.
Let's go. Look out! Oh, oh my God. Not exactly no. Premium liquor, is it? Okay, Father, get it, y'all. Okay, Father, get it out. Oh, Father, it's... Let go. Yeah.
out to get the trail. A fast night. Okay? Game is Curry B. So zone with Silver Blue White. Lại phải đợi một chút rồi, xem thế nào nào. Không biết có được không. Nếu mà mạng nhanh thì sẽ nhanh thôi. Còn nếu mà mạng chậm thì có thể sẽ khó nhé các bạn nha. Ok, vào đâu rồi. Scotland. Sát rồi. Bên này cũng phải sát mà. Ok.